Tại cuộc gặp, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga và Iran có cùng cách tiếp cận với các vấn đề đang được quốc tế quan tâm trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh SCO. Trong khi đó, Tổng thống lâm thời Iran Mohammad Mokhber cũng đề cao mối quan hệ chiến lược giữa hai nước. Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Moscow và Tehran đang đàm phán một thỏa thuận hợp tác song phương toàn diện, phản ánh sự phát triển chưa từng có trong quan hệ giữa hai quốc gia.